Dạ, xin chào cả cũng chị mình quay trở lại kênh con ha. Thì đầu tiên là chiều hôm nay là cũng chúc chị mình nhiều sức khỏe nha. Thì trong chiều hôm nay thì cũng lên một cái video giao mai giống giới thiệu của anh chị mình ít cái hàng mai giống, cũng có mấy hàng siêu bông linh tinh thôi. Đây, nhưng mà đầu tiên cũng giới thiệu anh chị mình xem cái mặt hoa của con cúc cam đổi màu. Hôm bữa thì bên đây là cũng có cái hoa trậu rồi á, bữa nay thì con quay nó trễ hơn, nó chiều hơn đó anh chị. Thì cái bông nó thì sẽ bắt đầu nó chuyển trắng nhiều hơn ha. Cái loại này thì cái màu nó cam thì nó không được đậm như cái hàng dảo cam đổi màu của con nha. Cái dảo cam đổi màu thì cái màu cam đạm luôn, trưa thì nó bắt đầu chuyển dần dần sang cam nhạt và chiều thì nó sẽ chuyển sang màu trắng đậm ha. Còn này là cam này thì nó chuyển màu nhưng mà nó chuyển theo cái kiểu mà trắng vừa vừa thôi, nó hơi bệt màu chứ nó cũng không có trắng đậm lắm ha các anh chị. Cho anh chị mình xem ha, cái loại này thì từ khoảng 36 cánh ha. Ở đây quay cô anh chị mình xem cái cây dảo cam đổi màu của con nè ha. Cây này cái màu cam rất là đậm luôn nha các anh chị, rất là đẹp ha. Hàng dảo cam đổi màu, cây giống thì nó chỉ có là 50 ngàn một cây thôi. Mấy cái gốc này thì nó cũng có nụ nè, nhưng cái màu cam nó rất là đẹp nha các anh chị. Đây, cái hàng dảo cam đổi màu bên con, hàng đảm bảo của anh chị mình nha. Hàng là mai mốt là về của anh chị mình là ra bông nó y chang vậy luôn, thì buổi chiều nó sẽ chuyển sang trắng nha các anh chị. Đây, giới thiệu của anh chị mình xem cái mặt siêu bông mà mình lại cái lô là bự bự con đây ha. Bắt đầu đôn á, đôn xuống bò lại lá cho anh chị mình xem. Rồi có một số thì nó lại nó trổ hoa nè, nhưng mà nụ mấy cây này thì nụ nó cũng vừa vừa thôi anh chị, nụ nó nhỏ vừa thôi chứ không phải nụ quá bự, nhưng mà vẫn trổ bông đôi bông ba ha cho anh chị mình xem nha. Bông thì vẫn đạt tiêu chuẩn cho anh chị mình về mình chơi nha các anh chị. Bên đây thì giới thiệu với anh chị mình luôn một cây mà siêu bông mình lợi, hàng lùng lực mà dành cho các anh chị mình cắt bo chơi Tết được luôn đó các anh chị. Mấy cây này thì nụ nó nhiều rồi, nụ nhiều mà cây hoành gốc lớn anh chị. Giá thì cũng hơi cứng tí xíu, tại cây này thì rất là đẹp, hoành lớn nên các anh chị, nụ thì nó cũng to to. Đấy, cây này thì hoành, cái hoành này là khoảng gần 23 anh chị, hoành gần 23. Củ đế này là hơn 30 anh chị, cái nồi đế này nè. Nếu mà tính hết luôn cái bộ nồi đế á, nó là khoảng 50 mấy 60 nha các anh chị. Cho anh chị mình xem ha, củ đặc nha, củ đặc cứng luôn ha các anh chị, chứ nó không có rời rời ra. Cho anh chị mình xem cây này thì con ghép được 4 bo, cây này là 1,2 triệu bao ship anh chị mình rồi nha. Và còn quay kỹ của anh chị mình xem một cây nhì ngọc toàn ghép 18 bo đóng chột nha các anh chị, hàng hoàn toàn đóng chột hết, có chột nào đóng chột nấy, nụ thì nó cũng lai ra nhỏ nhỏ rồi, nhưng mà cây này đúng ra là chưa chơi Tết được, tại vì giai đoạn này còn đang ra đọt non nha các anh chị. Hoành củ đế lớn, hoành 15 ha, hoành 15. Cái này còn là con vô chậu là khoảng 4 tấc nha các anh chị. Chậu 4 tấc, cây cao là khoảng hơn 6 tấc, gần 7 tấc. Đấy, cây là 1,5 triệu bao ship nha các anh chị mình ha. Mã số 2 thì cũng là quay lại thôi. Mấy cây này thì hôm bữa nó cũng ế, nhưng mà nếu mà đủ tay đủ tàn thì mấy cây này sang năm là nó rất là đẹp luôn nha các anh chị. Và đây thì con cũng tiếp tục lên một cái lô mà đế nôm nôm cho chị mình ha. Thì bình lợi thì con cũng quay nhiều rồi, thì chiều hôm nay thì quay thêm vài cái giống khác. Thì đây là cây bạch mai tân tân ha, bạch mai tân tân đế nôm sổ cao, cái chiều cao này là khoảng hơn 2 tấc nha anh chị, khoảng tầm 2 tấc ha, đế sổ cao nha anh chị. Chậu này là chậu 2,5 tấc nha, chậu 2,5 tấc cây bạch mai tân tân ghép 4 bo. Đây, hoành thì cũng khoảng 13 gần 14. Thì cây này giá là 400 bao ship anh chị mình luôn ha. Đấy, thì cái này đồng giá nha anh chị. Và kế tiếp thì mã số này nè, là mã số 3 đi, tiếp tục mã số 4 ha. Cây này thì đế nôm giống như cái dáng thú nha anh chị, dáng thú ha, cũng bạch mai tân tân luôn. Đấy, bo thì như vậy là cũng ship đi xa được rồi, nên anh chị mình cứ yên tâm ha. Đấy, thì cơn tương tự luôn, cây này thì cũng tương tự là 400k bao ship anh chị mình luôn. Thì theo là mình thích chơi cái dáng thế nào thì cũng được nha anh chị, thì cũng đồng giá cho anh chị mình về mình chơi được. Số 3, số 4 bạch mai tân tân đồng giá 400 bao ship chị mình ha, mỗi cây ha. Giờ tiếp tục mã số 5 thì con lên một cây cúc bạch mai nha anh chị. Cây này thì ghép cũng vài 3 tháng thôi, nụ thì nó cũng ôm cũng có rồi, nhưng mà cái này nụ tết mặt hoa thôi chứ đúng ra là chưa có chơi Tết được. Đấy, thì cây này mã số 5 cúc bạch mai. Đấy, cho anh chị mình xem cây củ đế ghép là 2, 4, 6, 8 bo hay không anh chị, ghép 8 bo. Cây này cũng 400 bao ship luôn, cây này đế cũ chứ không phải đế nôm nha, nhưng mà ghép bo nhiều thì năm sau đủ tay đủ tàn thì cây nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều nha anh chị, chứ không phải như bây giờ. Bây giờ thì nó còn hơi sớm ha. Đấy, nhưng mà loại này thì lúc trước giá nó cũng cao lắm các anh chị. Dạ, kế tiếp nữa thì cũng là một cây cúc bạch mai luôn, cũng đế cũ luôn, đế cũng ghép cũng 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bo ha.
Rồi, cây này cũng 400k đồng giá luôn, bao ship chị mình luôn ha. Đây là một cái cục bạch mai giống chị. Loại này thì của anh chị mình phải chăm sóc dàn lưới nha, chứ mình thường mình chấp chăm mà ngoài nắng thì nó không có chịu nắng nhiều nha các anh chị. Có cái dàn lưới thì cây nó sẽ xanh tốt hơn rất là nhiều. Đấy, cho các anh chị mình xem. Thì đồng giá là giữa cây số 5 và cây số 6 cục bạch mai đồng giá là cũng 400 bao ship chị mình luôn ha. Dạ thì tiếp tục là chiều hôm nay thì con cũng lên tiếp chừng vài mã số nha anh chị, cũng có ít cái hàng cây đế nôm ha. Nè có anh chị mình thắc mắc sao mà có cây hàng đế nôm mà nó giá 300 mà có cây đế 400. Thì tùy theo cây nha anh chị, chứ mà tùy theo cái bộ đế sổ nôm á đều hay không, nó tròn vành hay là đế nó thế có quái hay không á thì cây nó sẽ giá khác nha anh chị, chứ không phải này trang. Thì để hồi con vô cây quay kỹ của anh chị mình xem ha. Thì ở đây là chiều thì con tiếp tục nãy đi, hồi nãy là mã số 6 ha, thì hôm nay là đánh tiếp tục luôn, tại vì chiều con cũng lên 10 mã đó. Cây này thì đánh lại đấy, nhìn ngọc toàn 240 cho con chị mình xem ha, thì con đánh tiếp luôn luôn. Tại tổng hợp ha con chị, cuối tuần này, cái nào ế thì tổng hợp lại cho con chị mình luôn. 240.000 là bao ship con chị mình luôn, là không có phí thêm phản phí gì hết nha. Đấy, còn mà con chị mình giúp mà có lấy thêm một cây hay cây mã số khác đó thì kẹp vô thì con có thể là bớt tiền của con chị mình ha. Đây là cái này mã số 7 đi, hồi nãy là tới cây cặp mà bạch cúc bạch mai là mã số 6 rồi, tiếp tục là mã số 7. Đây cây này thì đế nó cũng vừa vừa chứ nó không được đẹp hôn nha anh chị, cũng ghép 3 bo mai nhìn ngọc toàn ha. Đây 240 bao ship. Rồi, thì cây này thì quay lại nên nó có không có báo cụ thể nha. Cái này thì cũng vành 12 siêu bông thiết tứ quý nha các anh chị. Cây này 300 bao ship anh chị mình luôn ha. Đế cũng quái đẹp nha. Đây cho các anh chị mình xem. Cây thì đế cũng quái. Tiếp tục ha. Này là mã số 9 ha, mã số 9, cái này lượng bo rất là dữ luôn nha anh chị. Mấy cây này thì đế ở dưới là con môi lên của anh chị mình xem ha. Cái đế nó cũ còn rất là bự ở dưới nha. Cái này là con vô nó hơi sâu anh chị. Đây nè. Cái rễ nó còn bè ra rất là lớn nha. Cái này đế cũ dạng mà cũ tròn á, cũ tròn dạng bình thường thôi chứ không phải gì. Nhưng mà lượng bo thì của anh chị mình xem nè, gâu nó dài nè. Này nhánh tẻ cũng dài, này cũng dài luôn cho anh chị mình thấy. Đây, cây này 260 bao ship nha, hoành 12 nha các anh chị. Đây, cây số bông mình lợi rất là già cây rồi. Có nụ chích 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 ở trong đó anh chị. Mấy cái nụ chích 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 nhóc nè. Đây, cái dàn nụ của nó có ha. Đây, cái này là mã số 9 ha. Đây, số tên 9, tiếp tục mã số 10. Đây, mã số 10 thì đế nó cũng cũ cũ, tròn tròn, bo thì nó cũng quá trời luôn các anh chị mình thấy nè. Đây, mấy cây này thì chủ yếu là con bán lấy bo nha, chứ đế thì nó cũng không có quá dữ mấy ha, nhưng mà nụ thì nó cũng có nhiều. Cắt bo xong test mặt bông luôn. Đấy, mỗi cây như thế này chắc của anh chị mình chắc cũng phải được ba mấy 40 bo chứ không ít đâu nha anh chị. Tại cây thì con cái lô này thì con vô thùng, sợ của anh chị mình không mua nên con để nó già tới nay luôn á. Cây quá tí bự luôn nè anh chị, số còn lại ha. Rồi, này số 10 ha, này số 10, mà số 9, mà số 10, đồng giá là 260 bao ship ha. Rồi, đây qua vàng đế nôm. Qua vàng đế nôm, đây của anh chị mình xem, đây là cũng là một cây đế nôm. Đây là cây này thì này này cô anh chị mình xem cây này ha, cây này chỉ có 300.000 thôi, mã số 11 nè. Do cây này cô anh chị mình xem nó nôm ha, nôm nhưng mà nó không có đều rễ của anh chị, nhưng mà rễ này rễ bự nè, mấy sang trẻ qua đây rễ nhỏ bắt đầu nó sổ nè. Thì mấy cây này thì nó sẽ rẻ nha cô anh chị, rẻ tiền hơn, nó chỉ có 300 thôi. Đấy, cho anh chị mình ha, 300 bao ship anh chị mình luôn tới tận nhà rồi đó. Đây, mã số 11 ha. Tiếp tục mã số 12 thì nó vẫn là đế nôm, nó vẫn đẹp nha các anh chị, nhưng mà có một cái là nó sẽ không đều, những mà cây tròn dành đều thì giá trị nó sẽ cao hơn rất là nhiều ha. Dạ, cây kế tiếp. Cây này thì đế nôm nó cũng đẹp nè. Đây, mã số 12 đế nôm đẹp luôn. Nhưng mà có một cái thì nó sẽ chạy rễ bự ha, rễ bự và mấy cái rễ nhỏ ở trong. Nó sẽ nó cũng vừa phải chứ nó không, cũng không phải đều nha. Bệ ở dưới nó vẫn có rễ rất là nhiều luôn nha các anh chị. Cho anh chị mình thấy ha, cây này cũng 300 bao ship anh chị mình luôn đây. Đây, mã số 12 thì cái này là clip buổi chiều con sẽ tổng hợp nha, buổi sáng thì con dẹp qua bên rồi ha. Đây anh chị mình xem lại, hoặc là có anh chị mình có thể chụp hình gửi lại con. Mã số 12 300 bao ship ha, cây số bông mình lợi luôn nha anh chị. Đấy, cây này là đã bấm ngọn ha, bấm ngọn tàn tay nó đều nha. Đây bộ đế thì nó cũng khá, 300k thôi. Mã số kế tiếp, số kế tiếp này thì không phải đế nôm nha anh chị, đế thì dáng nằm nghiêng hình thú thôi nha anh chị. Đây hai tay trước nè, đây của anh chị mình thấy nè, đây hai tay trước và hai chi sau ha, hai chi sau có điều nó chưa có gõ hình nha của anh chị, chưa gõ hình nhưng mà đế nó vẫn quái đẹp ha. Đây cây này thì bo nó dài hơn mấy cái kia rất là nhiều rồi, nó cũng dày già rồi, cũng có dài búp búp. Đây cũng 300 bao ship anh chị mình luôn ha, cho anh chị mình xem một cái số bông mình lợi luôn nha anh chị, đế quái khá ha.
Đấy, cho con chị mình xem gần gần thành thành luôn. Mình kiểu chịu khó mình sắp mình chăm á, đừng cho mấy nó hư mấy cái rễ chính này nè, thì sau này nó sẽ đẹp hơn. Rồi kế tiếp mã 8, 10, 12, 13 rồi, tiếp tục mã số 14. 14 đây anh chị mình xem ha. Đấy, cái đế này thì nó bắt đầu nó nôm nè, nó nôm là ghế để cái bộ rễ của anh chị nó sẽ sổ đều nha các anh chị. Cái lợi cái chiều mà bự của mỗi rễ nó sẽ đều nhau nè. Đấy, nó sẽ không có nào quá bự trội hoặc là cũng không quá nhỏ trội ha, nó làm có bị hư rễ này có khi nó bị mớp hư. Đấy, cây thì nó tàn tay đều nè cho anh chị mình thấy ha. Đấy, thì cây này thì mấy như mấy cây này thì giá nó sẽ là nó nhỉnh hơn, nhưng mà cây này mã số 10 mười mấy ta 14 nha con chị, 14 ha. Cây này thì 400 bao ship chị mình luôn nè, nôm đều cây nè. Đấy, mình có thể là về mình có cái cây á, cây mình moi moi mấy cái rễ này ra cho nó sáng cái bộ đế hơn ha, sáng bộ đế hơn thì cây nó sẽ đẹp hơn. Tại vì cái này nó nôm nhưng mà bể nó xòe ra bít miệng chậu nha chị. Đây nè, mấy cái rễ này nó xòe bít miệng chậu luôn. 400 bao ship chị mình ha. Đấy, nên cho anh chị mình thấy là thường là cái bộ rễ cũng là rễ nôm nhưng mà thì giá tiền nó sẽ khác nhau ha. Đây. Dạ, cái tiếp mã số 15. Mã số 15 thì cái bộ này thì nó đẹp nha các anh chị. Đẹp nè, thì cái dáng thú hồi sáng thì nó cũng đẹp rồi nhưng mà cây này thì nó còn đẹp hơn nữa nha các anh chị. Đây các anh chị mình thấy ha, moi mấy cái để rễ này ra nè. Đấy, moi ra đất á, ta còn còn để đất á các anh chị. Đây, moi ra thì nó sẽ sáng cây hơn. Cái bộ đế này là bít miệng chậu luôn nha các anh chị, bít miệng chậu luôn cho các anh chị mình thấy đây. Đấy, rễ thì nó nôm cũng đều nè, rễ lớn là bằng nhau hết, nó không nào quá nhỏ, không nào quá lớn, nó không không bị lép ha. Không bị lép đế nha các anh chị. Đấy, cho anh chị mình thấy ha. Rồi. Thì cây này cũng bán của anh chị mình 400.000 luôn, cũng bao ship anh chị mình luôn. Cái đó thì nôm nó vô ôm một cục, còn cái nôm nó nôm tàn ra ha, nó tài ra. Rồi, mã số 15, 400k bao ship ha. Và cây cuối cùng nha các anh chị, cây này là hàng chuẩn cho của anh chị mình chơi Tết ha, để con ghim lên. Rồi. Cây này hoành khá là bự nha các anh chị, vàng nút nụ rất là dữ luôn, nhưng mà bộ đế thì nó dạng cũng đế cũ bình thường thôi. Đấy, moi ra của anh chị mình xem, rễ thì nó cũng chạy đều nha. Đấy, cũ này là cũ khoảng 25, hoành là 20 nha các anh chị, cũ 25, hoành 20, cũ đặc ha. Đây, vàng nút nụ rất là dữ, cây là con ghép là khoảng 8 tháng nha. Cho anh chị mình xem cái vàng nút nè, nút từ trên đi xuống dưới luôn ha, bít cái cây nha. Cây này thì trung bình nở là khoảng chắc khoảng được 50 bông nếu mà cái đợt Tết này con chị. Đây, vàng nút nụ rất là dữ, già rồi. Do cái vàng nút này nó già rồi con chị. Lật lên con chị mình xem nè. Đây, vàng nút cái mã số 16 cuối cùng ha. Thì cây này nói chung là tàn thì nó không có được đẹp lắm. Nhưng mà tại vì con làm nụ rồi con chị, được hẳn cắt bo xong rồi làm nụ liền á, nên cái vàng nút này rất là bự luôn. Rồi, cây này 700k bao ship con chị mình luôn ha. Cây siêu bông bình lại chơi Tết. Đấy, con chị mình thấy rất là bự luôn. Nếu mà con chị mình không chơi Tết thì bây giờ mình chơi Tết xong rồi mình cắt, mình lấy bo, tại vì cây nó già, khi mà mình ra cái cơi đọt á, thì nó sẽ mạnh hơn mấy cái cây mà mới ghép rất là nhiều nha con chị. Đây, cây này chậu 4 tấc được nha. Hoành 20, cũ là khoảng 25 nha con chị. Trừ hao của con chị mình luôn rồi ha. Đấy, cây này một cây siêu bông bình lợi mà ghép khoảng 8 tháng cho con chị mình chơi Tết. 700k bao ship ha. Dạ, còn đây thì quay của anh chị mình xem cái lô nhị ngọc toàn đây. Này là nhị ngọc toàn 50.000 nè, siêu bông bình lợi 50.000 nè, bên kia là dảo cam đổi màu 50.000 luôn. Chỉ có hàng cúc cam đổi màu là cái đế nó bự thiệt là bự luôn thì mới bán của anh chị mình 60 thôi, còn lại là 50 hết. Tại vì cái lô đó là lô gốc vườn, hoành là từ 6 cho tới 8 nha anh chị. Đây, cây gốc vườn ha thì nó sẽ đắt hơn, chiều cao là khoảng tầm găng tay, đế quấn đế đều hết luôn nha anh chị xem ha. Đây, quay xa từ xa có nhiều loại giống khác nữa nha, ví dụ mà cúc phượng thanh trân rồi Sài Gòn cúc hoa hồng hồng lộc tư long vậy ha, tất cả đều 50.000 hết, đồng giá chị mình. Chỉ có riêng cái hàng này cúc cam đổi màu cái gốc bự là nó giá nó khác thôi. Còn lại của anh chị mình muốn hàng chơi Tết ha thì có dạo Thủ Đức nè, bên đây là dạo Thủ Đức nè, dạo Thủ Đức bên đây là Thọ Hương ha, bên kia là dạo Phú Tân. Thủ Đức này thì nó tàn tàn vậy nè có anh chị, Phú Tân thì nó cũng tàn tàn vậy luôn, nụ thì rất là nhiều. Cho anh chị mình về mình để mình vô chậu mini chơi Tết trưng trong nhà ha, rất là đẹp, rất là gọn luôn nha các anh chị. Rồi thì video thì con đăng nó cũng hơi dài đó, anh chị mình xem được mã số nào thì liên hệ con qua số máy đặt hàng là 0963210936 ha, mình gọi nhắn tin đều được nha anh chị. Thì cô chú anh chị mình gọi đặt hàng thì nó sẽ nhanh hơn, còn mà có gì mình nhắn tin nó có khi là con đọc tin nha,
được tin nhắn thì con trả lời liền, còn mà có khi mà con bỏ con sạc điện thoại á thì con trả lời hơi lâu thì có người gọi thì con mới biết con chốt hàng ha. Rồi cái nữa anh chị mình lướt ngang trên thì cho con một lượt like, một lượt đăng ký kênh, kênh phát triển hơn, và mình có tìm giống mới hoặc là kích cỡ cây nào nó bự hơn hoặc là nhỏ hơn hoặc là hàng chơi Tết hoặc là hàng không chơi Tết cắt bo gì đó thì mình có thể là comment phía bên dưới hoặc là nhắn tin trực tiếp Zalo cho con. Hoặc là cuối cùng là con anh chị mình nhớ nhấn vào chuông thông báo nha, khi con lên bây giờ là con anh chị mình nhận được thông báo liền. Cuối cùng là chúc anh chị mình một buổi chiều nhiều sức khỏe, hẹn bạn con anh chị trong cái video sau. Dạ xin chào ạ.